Ông bà nào mà đi học quân sự rồi thì vô chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với. Tình hình là sáng mai là lần đầu đi học quân sự cho nên chưa có kinh nghiệm gì hết. Nghe mọi người xúi giục là nên đem theo đồ ăn dự trữ, tại ở trỏng bán đồ mắc lắm. Vì vậy Thanh Tiger phải lập tức đi siêu thị để chuẩn bị. Trước khi đi mua đồ thì lo lót cho bụng no trước cái đã. Thôi bữa nay ráng ăn cái gì ngon ngon ở ngoài cho đã đi, để má công vô trỏng rồi thèm thục lưỡi mấy món ăn ở ngoài nữa. Ngựa ngựa đi siêu thị cho rình rang vậy thôi chứ cũng mua có mấy món à. Ngoài trời bắt đầu bão giông rồi kìa, ngày mai đi học mà mưa không chắc cười chết. Trước khi về nhà ghé chỗ cây kiển mua một chậu cây để trang trí. Trời ơi, em chuyển qua nhà mới rồi mà em chưa có thời gian để trang hoàng lại cái nhà luôn á mấy anh mấy chị. Giờ phải ráng cho tới tháng 7 nghỉ hè thì tôi mới có thể thảnh thơi được. Để ngày mai vô quân khu rồi review lại quá trình đi học quân sự cho những ai sắp tới đi học biết cảm giác nó ra làm sao. Chị bán nói là cây cao tiểu trăm này 5 ngày tưới một lần. Hên là tôi đi quân sự đúng 5 ngày, về tưới cái cây này là hợp lý luôn. Thôi ở nhà nghe, hẹn mọi người 5 ngày sau gặp lại.